Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2017, cộng đồng quốc tế đổ dồn sự quan tâm vào tình hình căng thẳng tại khu vực Đông Bắc Á. Người ta lo ngại rằng diễn biến sẽ vượt ra khỏi ngoài tầm kiểm soát và có nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh lớn tại khu vực này. Liên quan tới vấn đề này, chúng tôi mời đến trường quay báo nghệ án ngày hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an. Xin cảm ơn Thiếu tướng đã đến buổi bình luận quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn đặt ra cho Thiếu tướng. Từ, kể từ năm 2006, Triều Tiên đã thử bom nguyên tử lần đầu tiên và từ đó vấn đề hạt nhân bom nguyên tử trên bán đảo Triều Tiên đã trở thành một điểm nóng của thế giới. Dư luận cho rằng chưa bao giờ bán đảo Triều Tiên nói riêng và Đông Bắc Á nói chung là nóng bỏng như hiện nay. Vậy Thiếu tướng có thể làm rõ về cái vấn đề này được không ạ? Từ năm 2006 đến bây giờ, Triều Tiên đã bị 6 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Quốc cấm phát triển vũ khí nhân vũ khí nhân tử đạn đạo. Có thể là 11 năm vừa rồi. Cái điểm nóng ở Đông Bắc Á nó xoay quanh cái chương trình hạt nhân và tên là đàn đạo Triều Tiên thôi ạ. À. Và trong quá trình giải quyết cái điểm nóng này thì gần như Triều Tiên đứng một phía. Cộng đồng quốc tế đứng một phía chúng ta nhớ rằng là có cái đối thoại sáu bên gồm có triều tiên hàn quốc trung quốc mỹ nhật bản và nga trước này, nhìn vũ khí nguyên tử và tên đàn đầu triều tiên đó, thì cả trung quốc mỹ nga nhật bản hàn quốc đều thống nhất về nguyên tắc với nhau là phí hạt nhân quả bằng triều tiên và triều tiên không được phát triển tên là đàn đảo nhưng đến đầu năm 17 này, thực chất là cuối năm 16, thì cái điểm nóng của Đông Bắc Á nó vượt ra ngoài cái chương trình tên lửa đàn đảo và vụ thị Triều Tiên. Mà sang một giai đoạn khác, đấy là do Mỹ và Hàn Quốc quyết định triển khai cái hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối làm cho cái mâu thuẫn ở bóng mạ này không chỉ hướng vào Triều Tiên mà bây giờ cái mâu thuẫn lớn này bắt đầu một phía bên Trung Quốc. Phía bên kia là Hàn Quốc và Mỹ. Chứ cái điểm nóng hiện nay chính là cái mâu thuẫn cơ bản giữa Trung Quốc một bên với Hàn Quốc và Mỹ xung quanh cái tên lửa cái hệ thống phòng thủ tên lửa cao này. Trong cái thời gian gần đấy, ở Mỹ đang tích cực triển khai cái hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối tại Hàn Quốc và đã dấy lên một phản ứng mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Vậy đây có phải là nguyên nhân dẫn đến cái tình hình căng thẳng ở Đông Bắc Á phải không thưa tiểu tướng? Cái điểm nút của vấn đề chính là cái việc Hàn Quốc và Mỹ được quyết định triển khai trên thực địa cái hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối. Và tháng 2 vừa rồi, mỹ đã đưa ra các bộ phận thiết bị từng bộ phận một đến hàn quốc để chuẩn bị lắp ráp cái lý sử của mỹ và hàn quốc nói rằng cái việc thiết lập cái hệ thống phòng thủ tầm cao này là mục đích là để đối phó với tên lửa đàn đạo của triều tiên Đây là cái lý do mà mỹ và hàn quốc quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tầm cao họ còn nói rằng tất cả mục đích của hệ thống phòng thủ tầm cao tad này không nhằm hướng vào một nước thứ ba nào cả mà chủ yếu để phòng thủ phòng ngừa triều tiên có khả năng là dùng tên lửa đạn đạo để đánh phủ đầu hàn quốc và các lực lượng của mỹ ở hàn quốc nhưng cái điều này quan trọng và tác động an ninh trung quốc là ở chỗ chính hệ thống radar của hệ thống phòng thủ tên lửa này đấy là hệ thống radar cực mạnh một hệ thống radar có thể là hiện đại nhất hiện nay trên thế giới hệ thống radar của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và Hàn Quốc này có khả năng cảnh báo tất cả những mục tiêu tên lửa máy máy ở cách xa 1.000 cái số trong trường hợp đặc biệt có thể kích hoạt để hệ thống radar này phát hiện sớm những mục tiêu cách xa 3 bốn ngàn cây số. Cái điều này có nghĩa là toàn bộ khu vực Đông Bắc của Trung Quốc đều nằm trong vùng giảm sát của radar của hệ thống phòng tên lửa. Chính đấy, như đồng chí nói, đấy là cái nguyên nhân, nguyên cớ tạo nên căng thẳng thì lần này trụ thế so với lần trưởng như vậy. Vậy trước cái sức ép từ phía Trung Quốc như vậy, á, thì liệu Hàn Quốc có chịu lui bước bằng cái việc là sẽ trì hoãn việc triển khai cái hệ thống tên lửa tâm cáo này không ạ, thưa Thiếu tướng? Đúng là sau khi mà Hàn Quốc và Mỹ quyết định triển khai cái giai đoạn cuối hệ thống tên nửa thông cáo này trung quốc phản đối dữ dội họ gửi công hàm họ triều đại sứ của hàn quốc bắc kinh đến họ phản đối bằng ngoại giao chưa hết họ còn thể hiện cái phản ứng của mình trên lĩnh vực kinh tế nhà nước trung quốc không có gì thì chính thức nhưng họ khuyến cáo các cái công ty du lịch của trung quốc không nên đưa người đến Hàn Quốc hiện nay chưa hết Trung Quốc gây khó khăn cho các tập đoàn lớn của Hàn Quốc hoạt động tại Trung Quốc và vừa rồi theo nguồn tin mới nhất là 50 cái cơ quan cửa hàng của lỗ tay Trung Quốc phải đóng cửa nhưng mà trước cái sức ép Trung Quốc về kinh tế như vậy thì Hàn Quốc cùng phản công lại quyết liệt bởi vì chúng ta nên nhớ rằng Hàn Quốc là một nước công nghiệp phát triển trên từ cuối năm ngoái thì họ đã chuyển dân sang thị trường hoa kỳ và thị trường nhật bản thị trường khác họ tìm đến thị trường asean trong đó của việt nam quan ninh kinh tế khá phát triển cao cái trình độ phát triển công nghệ công nghiệp của hàn quốc nhiều lĩnh vực không thua kém trung quốc thế nào thậm chí còn hơn trên dưới tác động sức ép trung quốc về kinh tế thì họ có chịu thiệt thòi nhưng mà tôi cho rằng khó lòng thay đổi được cái quyết định triển khai TRA này rồi. Và ngày mùng 9 tháng 5 tới đây, sẽ, Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới. Và dư luận thì lại cho rằng ở à, số phần của hệ thống phong thủ tên lửa tâm cáo sẽ phụ thuộc nhiều vào cái cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc lần này. Vậy Thiếu tướng có suy nghĩ gì về cái vấn đề này ạ? Cái người được nhiều cử tri bầu chọn nhất quá thăm dò chính là ông Moon Jae-in là một chính trị gia của thực lượng đối lập so với chính quyền hiện nay. Ông đã giành được khoảng hơn 35% số phiếu. Những người của cái đảng điều hành đất được hiện nay ở mức thấp hơn chỉ dưới 20% thôi. Mà chúng ta nên nhớ rằng ông Moon Jae-in này là một người có quan điểm khác với chính quyền hiện nay ở Hàn Quốc. Nhưng nếu như ông Moon dễ mà đắc cử tổng thống thì tình hình có thể vào bước sang bước mặt khác. Đây là con người của đảng đối lập. Ông ta quan điểm khác với chính quyền hiện nay. Ông ta theo đuổi một chính quyền thương lượng trao đổi hòa bình đến luật pháp quốc tế và như vậy giả sử như mùng 9 tháng năm này cử tri hàn quốc lừa chọn ông moon jae in làm tổng thống thì chắc chắn cái bàn cờ của đông bắc rung chuyển theo một chiều hướng khác quan hệ hàn quốc với hoa kỳ sẽ thay đổi theo chiều hướng mà hoa kỳ không mong muốn bằng nguy cơ nếu như moon jae in làm tổng thống cái việc triển khai cái hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao cho đoạn của này có thể bị trì hoãn để đổi lấy cái bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Như vậy, thì cái cân quyền lực Trung Quốc sẽ thay đổi theo chiều hướng bất lợi cho Hoa Kỳ và có lợi cho Trung Quốc. Vậy thưa Thiếu tướng, trước cái sự trỗi dày của uh, chương trình hạt nhân và tên lửa đàn đào của Triều Tiến, vậy thì uh, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ có những cái chiến lược như thế nào để đối phó lại với Triều Tiên ạ? Trong quá trình tranh cử, cũng như sau khi đắc cử, và trong quá trình thực thi nhiệm vụ Tổng thống hiện nay, ông Donald Trump nhiều lần tuyên bố công khai rằng tôi sẽ gây sức ép với Trung Quốc. Quan điểm của Donald Trump là gì? Gây sức ép với Trung Quốc. Để Trung Quốc gây sức ép Triều Tiên. Đây là con đường để phi hạt nhân quả bản đầu tiên và từ bỏ chương trình đàn tên là đàn Triều nhưng cái về ông Donald Trump có cái gì để gây sức ép với Trung Quốc lại là chuyện khác. Xem ra ông Donald Trump còn hết sức lúng túng. Còn tiến không được, lùi không được trong cuộc chiến chống khủng bố. Và vấn đề mà ông Bắc Á cũng vậy thôi ạ. À. Nhưng mà để triển khai việc này thì trong cái tay ông Donald Trump cũng không có bao nhiêu con bài để ép Trung Quốc cả chính giới Mỹ và Hàn Quốc Họ vẫn kiên trì đối thoại với Trung Quốc và Triều Tiên Nhưng khác vì trước đây Song song với đối thoại Họ đã chuẩn bị đầy đủ nhất Trong một cuộc chiến xảy ra Trong kỳ quanh này Họ đưa tất cả những loài tên lửa hiện đại nhất Đánh thẳng với con đầu nào Triều Tiên đánh thẳng một cơ cơ sở nhân Triều đánh phủ đâu nhưng cuộc chiến tranh Triều Tiên xảy ra thì là một thảm họa lớn bởi vì khi Triều Tiên bị dồn chấn tường họ sẵn sàng sử dụng vũ khí, hạt nhân và sẽ không có ai thắng cả cho dù cho dù cái khả năng chiến tranh vẫn được chuẩn bị rất rõ riết ở phía Mỹ và Hàn Quốc nhưng tôi cho rằng không ai muốn lao vụ của chuyện này cả. Nhưng vì phải nói rằng chính quyền Triều Tiên hiện nay có thể nói những cái hoạt động của họ liên tục thử bom nguyên tử, thử tiến lửa đàn đảo đã đặt thế giới trong một thách thức rất lớn. Ban đảo Triều Tiên nói riêng Đông Bắc Á à nói chung là một điểm nóng có thể nóng nhất của hành tinh này khó giải quyết nhất phức tạp nhất nhưng chưa ít có khả năng sẽ được chiến tranh tôi cũng thể nói như vậy qua trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ thiếu tướng lê văn cương chúng ta đã thấy được một diện mạo bất ổn của khu vực đông bắc á và đặc biệt lưu ý rằng phía sau chương trình hạt nhân và tên lửa đàn đào của triều tiên là mâu thuẫn lợi ích của các cương quốc trên thế giới vì vậy việc giải quyết tình hình bất ổn ở khu vực đông bắc á là một vấn đề cực kỳ khó khăn xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi buổi bình luận quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay xin kính chào và hẹn gặp lại